Hello các bạn, Amy xin mến chào các bạn. Đây là Amy có hai cái cốc nha. Bây giờ Amy sẽ cho vài giọt acetone vô hai cốc này. Rồi các bạn thấy acetone nha. Rồi bây giờ Amy đã pha màu nè. Trước tiên là Amy lấy cái màu cam cam này nè, Amy bỏ vô đây vài giọt nha các bạn. Amy lấy khoảng chừng như đó, Amy bỏ vô. Rồi Amy lấy cái cây, cái đầu chấm nè, Amy tán ra. Bạn thấy không? Nếu mà cái màu mà em muốn đậm chút á thì em cho thêm chừng giọt nữa, nếu mình muốn xịt đậm tí đó. Rồi các bạn thấy cái độ lỏng nó về nè, rồi là được rồi, không có cần quá đậm. Rồi em pha xong cái màu cam này em để đây nha. Bây giờ đây có mấy giọt rồi, em sẽ chuyển sang pha cái màu khác. Đây là em pha cái màu này, màu mùa thu nè các bạn. Em bỏ vài giọt kia. Các bạn nhớ là đừng có dùng cái màu của kim tuyến nha. Rồi bây giờ em cũng sẽ tán cái màu này ra luôn. À, đây mình quay cho các bạn coi, em tán cái màu ra đó. Nhưng mà em cái màu này nó ra chưa có đúng như cái màu em muốn nha các bạn. Rồi bây giờ em sẽ cho một cái giọt màu này vô nữa, cái màu này nó đậm hơn nè, để em mix cho cái màu đó nó ra đậm tí. Rồi giống như mình pha màu là tùy theo cái màu mình muốn này. À, các bạn thấy mình pha xong cái màu này nó đậm xuống nè. Đó. Các bạn thấy không, mà nó đậm cái màu này xuống rồi đó, theo như cái màu mà em muốn, nó muốn ra như vậy. Rồi bây giờ cái bước thứ hai nữa nha. Đây, em sẽ dùng cái súng của em đây. Rồi giờ em chế cái màu vạt này vô trước, em đậy nắp lại nha. Em phải cần có một cái bao tay nha, để khi mà em xịt nó không có dính. Cái súng này thì cái hiệu nha, cái hiệu em xài nó bay mất tiêu rồi. Đây cái hiệu đây nè các bạn, các bạn có thể mua cái súng này ở Amazon nha. Rồi bây giờ em sẽ xịt thử cho các bạn coi ở ngoài giấy nè, bấm cái nút này on lên. Đó, nó ra màu vàng vậy, mình xịt trên tay của khách này nha. Đó, các bạn thấy mình xịt cái vàng cho nó lên trên, không cần nó đậm, cái vàng nó nằm ngay giữa vậy đó. Đó, các bạn thấy cái vàng nó nằm ngay giữa không, không cần đậm với thiếp. Các bạn xịt từ từ cho nó ra cái hơi nó mới đẹp nha các bạn. Các bạn xịt mà nó ra cái hộp thì nó không có đẹp rồi. Đó, các bạn thấy không, em mày không có quan trọng xịt ngay cái đầu mắm nha, chủ yếu là ngay giữa mắm với trên thôi. Rồi bây giờ em mày sẽ chùi những cái dính bên, em mày sẽ chùi những cái dính bên hông trước luôn nha. Nếu mà không chùi mà các bạn bỏ vô cho các bạn cho hơ vô đèn á, là cái dính này nó sẽ không có lấy ra được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi tay bên đây. Down for me please. Rồi các bạn thấy là một màu, màu cam cam ha. Rồi giờ qua bên đây. Đó, các bạn thấy không, xịt cho cái vàng chủ yếu nó nằm ngay giữa. Ở dưới mắm lại mì đã sơn một cái màu bay rồi nha các bạn, cái màu bay màu natural á, thì các bạn muốn chọn màu nào mình chọn, mình chọn cho nó hợp tâm thôi chứ không nhất thiết các bạn phải chọn cái màu giống y như em mì. Rồi bây giờ em mì cũng dùng alcohol em mì chùi cái dính nha. Các bạn thấy màu thì em mì đã pha trước hết rồi, chùi xong phải bỏ vô hơi nha các bạn, tại vì cái màu xịt cũng là màu treo luôn. Em đã chia sẻ với các bạn nhiều cái video về lắm rồi, nhưng mà hôm nay em làm về cái mùa thu, em muốn chia sẻ với các bạn. Rồi bây giờ em sẽ cho hơi tay bên đây.
Rồi bây giờ rất là đơn giản các bạn. Cho em mì chỉ cách xúc xúm nha, nó còn dư nè. Em mì đổ ra bỏ nè. Sau đó em mì bỏ vô một miếng acetone vô cái súm nè. Đó. Em mì xóc 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 lên, các bạn thấy không? Rồi em mì đổ ra. Rồi còn miếng em mì xịt ra ngoài. Đó, vậy là sạch rồi nè các bạn thấy không? Đó, không có cần làm gì cực hết. Xong bây giờ em mì sẽ bỏ cái màu này vô. Màu này em mì pha rồi nè. Đó, giờ mì bỏ màu này vô. Rồi em mì để nắp lại, em mì xịt thôi. Nếu các bạn có hai cái súng thì các bạn lấy cây khác các bạn làm liền. Đó, giờ mình xịt cho giấy các bạn thấy nó ra rồi đó. Giờ mình xịt dưới đầu mắm cho cô khách này. Đó, dưới đầu mắm đi lên nha, bây giờ là phải dưới đầu mắm đi lên nha các bạn, lại lên trên. Đó. Lại mì đã xong. Cái nước thứ nhất các bạn xịt đó là không cần dưới đầu mắm. Còn cái này là xịt dưới đầu mắm. Đây. Xịt thì mình phải canh cho cái độ đậm nó đều nhau nha các bạn, nó mới đẹp. Các bạn thấy cái này nó lài lên không? Nhưng mà nó vẫn còn cái ẩn cái màu vàng. Giống như mình làm tri tông cái màu của nó. Đó. Đầu móng là hay đậm rồi từ từ nó lài lên nha các bạn. Xịt này đẹp hay không là do mình xịt thôi. Chứ cái cách em mình chia sẻ rồi thì các bạn làm y vậy thôi. Còn xịt đó là do mình có mình muốn nó đậm nó dạt hay mình muốn đi cái tông màu như thế nào là mắt thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác nha. Nên em mình chỉnh lại trước khi em mình xịt xong, muốn xong là em mình dờ mấy cái màu này, em mình chỉnh lại cho nó đều. Rồi là em mình đã xong rồi đó các bạn. Là em mình đi cái tông màu thứ hai ở dưới đầu móng cho nó đậm hơn một chút. Còn mình muốn đậm nữa thì mình xịt theo cách đậm nữa đó các bạn. Mình xịt nó mình pha màu cho nó đậm. Còn em mày muốn cái màu nó ra như vậy thôi chứ nó không quá tối. Tại vì bây giờ mới cuối tháng 9 thôi. Nếu mà đậm quá thì nó cũng không hợp, nó qua mùa thu rồi. Em mày chỉ xịt nó nhạt nhạt như vậy thôi. Rồi, bây giờ em mày cho hơi tay bên đây. Rồi bây giờ qua tay bên đây nha, mình cũng bắt đầu mình xịt giống như vậy luôn. Đó, xịt đầu móng đi lên. Nếu mà mốt vô thu rồi lá bắt đầu rụng rồi đó các bạn, em sẽ đi những cái tông màu nó đậm hơn bây giờ. Là bây giờ mới bắt đầu vô thu thôi, đậm quá cũng không đẹp. Các bạn thấy là ba tông màu nó rõ ràng không? À, rồi em mì bị pha ít quá, thiếu màu tí xíu nè. Bây giờ em mì sẽ, đó, các bạn thấy nhầm khi mình pha ít quá nó bị hụt á. Rồi bây giờ em mì sẽ bỏ một giọt này ha, một tí nữa. Trong khi mình pha chứ mình canh không đều, tùy theo mình xịt dày hay đậm đó các bạn. Rồi bây giờ mình chan một tí xíu này vô nữa. Mình pha một giọt nó đủ rồi. Em mình pha mà cũng không có canh đó. Nhiều khi thì nó cũng hơi dư. Rồi bây giờ mình tán màu này ra nè. Đó. Rồi nó giống như hồi nãy rồi đó các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình đổ vô đây. Còn mắm dài thì mình phải pha hơi nhiều một chút nha các bạn. Rồi bây giờ mình xịt tiếp đây. Mình xịt ra giấy nó ra cái màu rồi đó. Đó. Đó các bạn thấy không? Nhanh lắm. Mình phải chỉnh hai bên hông bên đầu lại. Tại em mình làm video chia sẻ các bạn thì em mình làm từng bước như vậy. Chứ em mình làm cho khách em mình pha màu sẵn để cho em mình xịt là xong. Còn em mình chia sẻ cho các bạn cách rửa súng luôn. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ em mì để hai bàn tay vô nhau nè, nó tương đối rồi. Tại vì hồi nào mình hơ xong á thì cái bàn tay nó cũng sẽ ra cái màu lợt hơn cái bên chưa hơ nha các bạn. Nó một chín một mười thôi chứ không có lợt dữ. Rồi bây giờ em mì sẽ lau cái màu này ha. Các bạn thấy em mì phải rót miếng giấy với mặt bàn, tại vì mình bắn nó ra thì nó messy, mình phải thử vô giấy cái màu nó ra có đẹp không.
cái thứ hai nó có bị hột hay là không nha. Khi mà các bạn bắn súng thì các bạn nhớ lưu ý nha, đừng có mình đừng có ra cái màu mà nó bị hột, bị hột rồi cái bộ móng mình không có đẹp, nó không nhìn nó không có mượt mà. Rồi các bạn thấy nè, nó ai mày xịt rất là đều không, không có bị hột. Các bạn thấy cái màu nè, nó ăn vô nhau, nó ấm rê, nó không có bị hột luôn. Rồi bây giờ em mày cho tay bên đây, tại vì em mày thấy nhiều bạn hay bị cái lỗi là mình xịt. Các bạn comment với em mày mà sao nó bị hột, hột rồi do các bạn chỉnh cái súng ha. Cái thứ hai là do các bạn pha nước sơn. Rồi bây giờ em mày tháo vào tay ra nè. Rồi cái bước sau cùng bây giờ em mày sẽ bỏ nước bóng cho tụi khách này nha các bạn. Các bạn thấy xong rồi đó, mình hơi xong rồi đó, bây giờ mình bỏ nước bóng lên nè. Các bạn thấy một bộ nail mùa thu rất là đơn giản luôn. Này mới bắt đầu vào thu đó, nên em mày chưa, cô khách này chưa có giả, có muốn màu mùa thu thôi. Tại vì bây giờ mà giả lá thì nó cũng hơi sớm. Còn có nhiều cô khách thì cũng bắt đầu giả Halloween này đó các bạn. Rồi các bạn thấy không, khi em mày bỏ nước bóng lên nó rất là đẹp. Các bạn thấy hai cái màu, ba cái màu này nó mix vô nhau nè, các bạn thấy không, mình xịt nó không có bị cái chớn ha. Thứ nhất thịt đừng bị chớn, cái thứ hai đừng để bị hộp nha, để bị hộp là xấu lắm. Rồi à, cái máy em mày hết pin nên mày phải lấy máy khác. Rồi ngón này cũng vậy, các bạn thấy nhanh á. Tại các bạn làm thử, tại mày làm video thì mày chia sẻ từng bước thôi, chứ nếu ai mày làm cho khách thì nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mày để xuống, ai mày cho hơn nha. Rồi bây giờ mày cho hơn tay bên đây. Rồi bây giờ tay bên đây cũng đã khô rồi các bạn. Ai mày bỏ cái nước bóng lên luôn tay bên đây. Và hôm nay em mày chia sẻ với các bạn là cách làm ấm rê ba màu nè, đó, rất là đơn giản, nhanh gọn luôn. Rồi bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ em mình để không bỏ lỡ những cái video mới của em mình. Em mình xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn.